xin chào tất cả các bạn đến với clip sau của mình nha. Hôm nay giờ mình sẽ làm clip review tiếp cho các bạn xem. Review đồng đồng. Thì bây giờ nhà mình cũng chẳng còn gì nữa. Mình review cho các bạn thằng này. Review đi mẹ mày đây cánh đầu quê tôi. Đó. Review cho các bạn thằng này. Thằng này chưa có người yêu nha. Thằng này đi thằng quên đi xuống đi bộ ấy không mày vào kia. Là 3 phút. Rồi em ngồi ngoài cổng. Đó hôm nay mình review cho mày nha. Mày review cánh đồng ấy. Thằng này nó chưa có người yêu nha. Link Facebook của nó là Tê Hưng nha. Bạn nào muốn mua thì cứ gọi điện đến cho nó. Có luôn. Số điện thoại của nó là 0865967777 nha. Đó, số rất là 777. Đó, các bạn muốn mua số của nó thì cứ gọi điện, cứ muốn mua nó thì cứ gọi đến cho mình. Hàng view thôi, cũng bình thường, rẻ thôi, 2 tỷ đồng. Mà nhất là bạn gái nào muốn mua thì cứ mua, cứ đến gọi điện cho mình nha. Ok không? Hợp lý vô cùng luôn. Tình yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Tình ngỡ cứ ngỡ thật chặt nay hóa xa rồi. Tình yêu lên người ta nét, hết yêu thì tình sẽ chém thua mặt. Một mình ngỡ khóc trong đêm nha, bye bye.